chị em cứ giữ như này thôi nhá. Rất nhiều khó khăn thử thách trong công việc và những áp lực trong cuộc sống. Để ghi nhận, biểu dương và khen thưởng sự nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc của các đồng chí bí thư đoàn cơ sở trong cả nước. Ngay sau đây thì ban tổ chức xin mời các đồng chí bí thư đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc sẽ chuẩn bị lên sân khấu để nhận khen thưởng. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và ban bí thư trung ương đoàn lên sân khấu để trao bằng khen cho 82 bí thư đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc. Ở lượt trao đầu tiên xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Phan Văn Mãi, bí thư thường trực ban chấp hành trung ương đoàn, chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Phúc Lộc, đại biểu quốc hội, hàm cục trưởng ban dân vận trung ương đảng. Xin trân trọng kính mời. Giờ chúng tôi xin được mời các đồng chí bí thư đoàn cơ sở sẽ cùng lên sân khấu trong lần đầu tiên. Xin mời đồng chí Bạch Tiến Thành, bí thư đoàn cơ sở phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Và xin được chúc mừng mời lên sân khấu đồng chí Hoàng Văn Tự, bí thư đoàn xã Liên Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Chúng tôi xin được mời đồng chí Phan Thị Thanh Nga, bí thư đoàn phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Xin được chúc mừng đồng chí và A Lử, bí thư đoàn xã Na U, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tiếp theo chúng tôi xin được mời đồng chí Nguyễn Quang Thuần, bí thư đoàn xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Và xin được chúc mừng đồng chí Phan Thị Kinh Thanh, bí thư đoàn trường Phúc Lộc Nội Chú. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Văn Hải, bí thư đoàn cơ sở PC65 Công an tỉnh Hà Giang. Và xin được chúc mừng đồng chí Sùng Thị Dợ, bí thư đoàn xã Long Trinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Hồng Khanh, bí thư đoàn thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Và mời lên sân khấu đồng chí Nông Văn Ngọc, bí thư đoàn xã Cần Yên, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Và đồng chí Hoàng Đức Anh, bí thư đoàn xã Thạch Đàn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Xin được mời đồng chí Đỗ Ngọc Quảng, bí thư đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Móng Cái. Và chúc mừng đồng chí Vi Thanh Hòa, bí thư đoàn xã Cao Xá, huyện Tân An, Bắc Giang. Được chúc mừng và mời lên sân khấu đồng chí Vũ Chí Khởi, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Yên Dũng 1, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Và xin được chúc mừng đồng chí Trần Văn Tới, bí thư đoàn xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Chí Hùng, bí thư đoàn xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và xin được chúc mừng đồng chí Trần Phi Long, bí thư đoàn tập đoàn Quy Nhơn Bến Sách. Xin được chúc mừng đồng chí Phan Thị Huyền Ngọc, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Bình Minh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Và xin được mời lên sân khấu đồng chí Lương Minh Hùng, bí thư đoàn công ty quốc tế Liên Trang Vinaconex Tai Chi, thành phố Hà Nội. Xin được chúc mừng đồng chí Phạm Thị Hải, bí thư đoàn công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Và xin được chúc mừng đồng chí Lê Tuấn Anh, bí thư đoàn xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Xin chúc mừng đồng chí Trần Khánh Thu, bí thư đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Và xin được chúc mừng đồng chí Vũ Công Chuyên, bí thư đoàn xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thank you.
được khen thưởng thứ hai. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Dương Văn An, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và xin trân trọng giới thiệu kính mời đồng chí Nguyễn Phong Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lên sân khấu để trao thưởng cho những gương mặt tiêu biểu của trong đợt tiếp theo. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đồng chí Cao Thị Trung Thủy, Bí thư Đoàn xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Xin được chúc mừng đồng chí Trần Văn Tâm, Bí thư Đoàn xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Ngọc Châu, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Trần Văn Bảo, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đồng chí Vũ Ngọc Tuyên, Bí thư Đoàn xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đồng chí Phạm Văn Hùng, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và xin được chúc mừng đồng chí Đỗ Đức Nghĩa, Bí thư Đoàn xã Phú Sơn, huyện Vĩnh Sa, tỉnh Thanh Hóa. Xin được chúc mừng đồng chí Lô Thị Hồng, Bí thư Đoàn xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đoàn xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chúng ta cùng chào đón đồng chí Hồ Đức Hùng, Bí thư Đoàn xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Xin được chúc mừng đồng chí Mai Bá Hoàng, Bí thư Đoàn cơ sở Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và đồng chí Trần Thị Thảo Nguyên, Bí thư Đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Vân, Đà Nẵng. Tiếp theo xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Văn Nhật, Bí thư Đoàn phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Chiến, Bí thư Đoàn xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bằng, Bí thư Đoàn cơ sở công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định. Và xin được chúc mừng đồng chí Lê Hồng Duy, Bí thư Đoàn trường phổ thông dân tộc Nội Trú, tỉnh Phú Yên. Tiếp theo xin chúc mừng đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn trường Trung cấp Kinh tế tỉnh Khánh Hòa. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hải, Bí thư xã Đoàn Phước Minh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tiếp theo xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Đăng Sơn, Bí thư Đoàn cơ sở xã Ea Hu, huyện Cư Mu Y, tỉnh Đắk Lắk. Và xin được chúc mừng đồng chí Lê Văn Thái, Bí thư Đoàn cơ sở Viễn Thông, tỉnh Lâm Đồng. Tiếp theo, xin chúc mừng đồng chí Đoàn Thanh Hoàng Lưu, Bí thư Đoàn cơ sở nông trường Bờ Ngon, công ty cao su Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Xin được chúc mừng đồng chí Vũ Thị Xin, Bí thư Đoàn phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Và xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đồng chí Vũ Hiếu, Bí thư Đoàn xã Ngọc Véo, huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum. Đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Đoàn khối Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.